sầu riêng quá trời quá đất luôn. Mình thử hạt lép ấy thì 90k ri miền Tây á, đây là ri miền Tây nè. Dạ, ri miền Tây là 130.000 một ký, ri miền Đông là 101, cơm của ri miền Tây á là 300 360, giống như Thái là 360 luôn, còn mà ri miền Đông là 301. Dạ, đây loại hấp TikTok nữa rồi. Cơm là lợi hại nhất, khỏi sợ vỏ dày vỏ mỏng vậy. Trời ơi, lên cả 2 bánh điện. Dạ, hộp dạ, cơm 310, 59 ngàn, thêm 10 ngàn, ngàn nữa đi. Nó chẳng 60. Là mấy trăm? 600 đó chú. Đây, còn cái nhỏ nè. Rồi, 601 luôn. Cô thử. Hồi nay nó như ta 200 mấy ăn. Dạ đúng rồi. Dạ. 200 là đúng rồi, còn 205 với ba. Dạ, con đính là con không có quyền lý quyết định được. 200 rồi. Dạ hỏi bên đây à, con không biết à. Sau đó chị có gì đâu, quay clip bị im không cũng buồn chán. Thử cái nghe nè, chuẩn bị có lương rồi kìa. Ngon không? Ngon rồi, chứ không ngon hả? Điện thoại. Dạ thôi nha anh chị. Dạ không. Gì ơi. Dễ dàng quá. Thấy vừa. 4 kg được vậy. Không khí giơ tay lắc lắc hai lần, 5 ký giơ tay lắc lắc hai lần là 10 ký. 1 ký cơm hả? Hơn xíu rồi hả? Lo nấu còn không quên đi. Sầu riêng mà ép một muối là nó lên canh nửa ký. Chú ăn lại nè chú. Con có gì sao? Em gái bỏ tổ tan ra anh rút cho miếng nè em. Chú ăn mềm thì áo. Mềm á chú. Chú ăn cơm chao không? Con nữa biết đâu còn cho chú ngon nữa. Ngon không? Sao cười chú chiếc vào á? Chắc ngon lắm đây.
đẹp miệng không? Chú lấy luôn còn không? Hả? Chú muốn mua trái hay là lấy này luôn? Cái nào cũng vậy? Dạ. Cái nào cũng vậy? Mới anh nói bao nhiêu vậy? 28.000 em. Là 280.000 á. Chú lấy 1 kg gần nha, 310. Cái tả 28.000 đi, còn lại... 1 kg gần sữa thôi. Hả? 1 kg gần sữa. Anh đang tỉnh thần rồi, mày nói cái bà bắt à, 1 kg gần sữa. Bỏ luôn đi. Dạ, cũng đang quay phim. Thế? Cái này nó mềm em. Sữa. Nó mềm nhưng mà nó ngọt đậm, nó ngọt sắc. Nó mềm mà mềm lắm. Ok anh chú. Vừa lớn ngay rồi phải. Gì lấy muỗng chứ. Không em để xong hậu lại đi có gì mà. Dạ, sầu sữa là nó mềm đó chú. Sao có này á? Dạ nó mấy cái muỗng như là đẹn á chú. Cái này là muối lép á. Cái này cũng ngon á. Ngon, cái này ngon đấy. Cái hàng sữa này nào không giống như nào. 1 kg à. Kìa. Bao nhiêu con? Khách vô kìa. Thử ra khác đi chú. Nó mềm chứ hả? Rồi mày chú ăn rồi đúng không? Sắc. Ăn rồi. Sắc lắm. Đậm đà hơn cái mấy cái loại khác. Dính. Ký 170.